Thủy sản Việt Nam có nguy cơ bị mất thị trường, tin từ Sài Gòn. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, tổng số hàng thủy sản của Việt Nam bị cảnh báo tại các thị trường đã gần bằng cả năm ngoái. Điển hình, tôm là một mặt hàng bị cảnh báo nhiều nhất. Hôm ngày 29 tháng 10 tại Sài Gòn, trong hội nghị kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản xuất cảng cho thấy, tổng số 165 lô hàng được báo vi phạm quy định an toàn thực phẩm thì có 78 lô hàng sử dụng quá mức hóa chất kháng sinh. Hoa Kỳ là thị trường mà thủy sản Việt Nam có nhiều lô hàng bị cảnh báo nhất. Đáng chú ý là số lượng lô hàng bị cảnh báo vi phạm chỉ tiêu hóa chất kháng sinh ở Hoa Kỳ tăng gần 6 lần so với cả năm 2014. So với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Trung Cộng, số lô hàng Việt Nam bị cảnh báo an toàn thực phẩm tại Hoa Kỳ cũng cao nhiều hơn. Tại thị trường EU, số lô hàng thủy sản Việt Nam bị cảnh báo có giảm so với năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với Thái Lan và Trung Cộng. Ngoài ra, còn có các thị trường như Nhật Bản, Nam Hàn và Liên minh Kinh tế Á-Âu cũng lên tiếng khiếu nại. Từ những số liệu trên, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản khẳng định mức độ an toàn của thủy sản Việt Nam chưa được cải thiện nhiều, thậm chí tỷ lệ vi phạm dư lượng hóa chất, kháng sinh của thủy sản Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng. Do đó, có thể dẫn đến việc áp dụng các biện pháp kiểm soát bất lợi đối với thủy sản Việt Nam. Về dư lượng hóa chất kháng sinh xuất phát từ khâu nuôi, các trại nuôi không tuân thủ đúng thời gian ngừng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch. Nhiều doanh nghiệp đã bị mất các mối ở nhiều nước khi bị phát hiện những vi phạm về an toàn thực phẩm.